bạn đó, bạn Snowman dễ thương. Hai tùng thìn tùng sình trống rộn ràng ngoài đình nữa. Không luôn hả? Chị hát bài à. Xin con ra sông bao nhiêu khó nhau. Hay hát bài à gì đó, gặp mẹ trong mơ. Này bầu trời rộng. Dạ được con. Mày nói gì mà? À, ông hỏi chạy xe qua được không? Con nói được. Ấm áp bên mái nhà. Tích hồi nhỏ ra hả? Sao ba nhít nói gì đó? Chứ ba đâu có cầm được. Ba chạy xe sao ba cầm. Ủa hoa gì ba? Hả? Hoa nhỏ đó hả? Hoa của cây rau chai. Nè, đây nhiều lắm nè, đó. Ở một sao á, con đâu có thấy, xuống thấy. Con, tại sao con thích mấy cái hoa nhỏ này vậy? Tại vì cái hoa nhỏ này là cho con. Thích cái hoa này không? Hoa trái pháo nổ nè, cái trái này à, ngậm vô miệng á, chúng nó nổ cái bóc. Chị My với chị Tím này thích lắm. Rồi né. Kia ừ, thôi đừng hái trái nổ. Hái hai trái cho mấy chị chơi. Này như trái pháo này đúng không? Ngậm vô miệng chín nổ cái nếp bọc đúng không? Ừ, ngâm nước nó cũng nổ ra được, nổ cái bắp. Cái hoa của nó nè. Này con cầm đi. Mày cũng cầm. Nè. Không thương nó nè. Ba cầm hay. Con cầm này rồi xong ba cầm. Ha, ba không cầm được đâu, ba chạy xe. Ba nhét vô đây đây. À, hết nhét được rồi. Dạ. Nè thấy không, nó rớt ra rồi nè.
đêm ngủ, đêm ngủ nè, nè nè nè, ngoan của con nè, bye bye nha.